của các ca sĩ từ California và đặc biệt có sự góp mặt của hai ca sĩ trong ban nhạc The New Way Tour mà có lẽ các quý vị khán giả đều biết, đó là ca sĩ Henry Chung và ca sĩ Tommy Ngô from The New Way Tour from California. Và sau đó là một ca sĩ xinh đẹp mà chính cô đã từng lớn lên ở Minnesota. Hôm nay cô ca sĩ xinh đẹp và tài năng ấy muốn trở về nhà để phục vụ quý vị một buổi chương trình thật là vui, thật là sống động. Và cùng với ca sĩ Vivian Quỳnh Như, với hai một người bạn của cô cũng không kém phần hương sắc, đó là ca sĩ Diễm Quỳnh và ca sĩ Quỳnh Thúy và anh ca sĩ Long Hồ. Xin tất cả quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn chào đón các ca sĩ buổi tối hôm nay ạ. Và cũng như quý vị đã biết, dòng nhạc The New Way in the 80s đó là một làn sóng mới trong dòng âm nhạc của thế giới, bắt đầu vào cuối thập niên thế kỷ 70 và 80. Và dòng nhạc ấy luôn mang lại sức sống động, trẻ trung và vui tươi cho tất cả khán giả. Và đó cũng là chương trình ca nhạc của buổi tối hôm nay. Và mở đầu xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nha cho ba cô ca sĩ xinh đẹp tài năng from California, Vivian, Quỳnh Như, Diễm Quỳnh và Quỳnh Huy. Xin cảm ơn. Check one two. Quỳnh Như xin mời chào đón thương nhé tất cả quý vị và các bạn. Khi mà Quỳnh Như về Minnesota thì không có quen gọi là Quỳnh Như quý vị, tại vì hình như ở đây là biết Quỳnh Như tên là Mai, cho nên hôm nay quý vị cho Quỳnh Như đổi tên thật của Quỳnh Như. Hát sinh tên Quỳnh Như cũng là tên thật, nhưng mà ở đây là biết là ông Mai xí mùi, cho nên có thể mà Quỳnh Như xưng Mai hôm nay nha, cho nó thân thuộc chút xíu được không ạ? Dạ. Và Quỳnh Như cũng xin cảm ơn tất cả những gia đình, anh em, anh chị, bạn bè 20 năm, 30 năm, ôi trời. Nói mà nói 30 năm quý vị thì quý vị chắc nói Quỳnh Như chắc già lắm, mà thật sự Quỳnh Như không có già, mới tha mấy quý vị nha. Nói chơi chứ, nhưng mà Quỳnh Như một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị hôm nay. Và mong quý vị có một đêm giao thừa thật là vui. Quỳnh Thúy, Quỳnh có nói không? Cô Thúy xin được gặp lời được chào thân thương đến tổng hợp quý vị có mặt trong buổi ca nhạc tối đêm nay. Và đây cũng là lần đầu tiên của Thúy có mặt tại Minnesota. Cái cuộc pho này rất là đẹp quý vị ơi, nhưng mà không phải là cái cảnh đẹp không, mà con người cũng vậy, con người cũng rất là thân thiện với Quỳnh Thúy. I love it. Quỳnh Thúy có thể trở lại tất cả nữa. Diễm Quỳnh xin thân ái kính chào quý vị. Chúc quý vị có một đêm nghe nhạc thật vui vẻ. Và đây cũng là lần đầu tiên Diễm Quỳnh đến Minnesota. Diễm Quỳnh thấy quý khán giả đây rất là dễ thương. Và cũng warm welcome Tam Quỳnh đã đến đây lần đầu tiên. Cũng mong sự ủng hộ của quý vị để có dịp lần sau Diễm Quỳnh cũng như Tam Quỳnh đến được đứng đây nữa. Xin cảm ơn. Và sau đây anh ơi sao kỳ vậy. Sau đây Tam Quỳnh xin gửi quý vị ba liên khúc quý vị nhạc phẩm mang tên More Than I Can Say. Quý vị cho tất cả anh chị em đây một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Để ủng hộ cho chúng tôi vui một chút xíu được không ạ? Xin mời quý vị. Quý vị ơi, pháo có hay em nhầm mỗi lần nha. Quý vị vỗ tay thật nhiều thì ban nhạc đánh càng sung, ca sĩ hát càng sung hơn nữa, đúng không? Cảm ơn quý vị. Và cũng như cũng không quên quý vị nha, hôm nay là có ban nhạc. Theo cũng như biết là ban nhạc đây là one of the best band here in Minnesota. Quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc Big Jam được không ạ? Nãy giờ cũng như đi vòng, cũng như nói chuyện thật nhiều, cho nên cái giọng như càng càng chút xíu. Nhưng mà nếu mà hát hay của vỗ tay mà hát dở cái vỗ tay lớn xíu được nha quý vị nha. Dạ, xin mời lần nữa cũng như xin cảm ơn anh Quang, cảm ơn quý
Cảm ơn anh Tim, cảm ơn Nga. Of course, my family, right? Chị Thủy, anh Thái, everybody for her, đã để support cũng như tất cả mấy anh chị hôm nay. Thành thật xin mong quý vị rất nhiều. Thank you.
vị ở sau đây, quý vị cho một tràng tay thật lớn cho nữ ca sĩ Diễm Quỳnh. Quý vị, quý vị có đồng ý là Diễm Quỳnh rất là sexy không ạ? À? Thank you. Trời, sao mà lá yếu vậy? Có sexy không ạ? À? Yeah. There you go. Quý vị thấy Tam Quỳnh không những đẹp mà sexy đúng không quý vị? Trời ơi, con câu đó thì quá lớn. tự khen mình luôn. Quý vị ơi, nãy giờ mình ngồi mình ăn rồi, thế bây giờ mình cũng nóng chưa? Nóng người chưa? Xin mời quý vị ra sân nhà với được cha 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 nha. Tâm. Yeah.
slow, nha. Thank you.
làm, nhưng mà bây giờ mình trong này mình quay về hustle, hustle. Xin mời quý vị, let's go, come on, go back, come back to the 80s. Xin mời quý vị, let's do Black is Black.
Good time.
Oh,
Oh,
60 năm rồi. Quý vị ơi, sau đây quý vị cùng mọi người chào sân khấu và hát được đôi đêm 60 năm cuộc đời với điều lễ trước nha. Quý vị rất là vui, cảm ơn em Vivian đã làm cái show và mời tôi anh tới nha.
Thank you so much em. Bài trước nhất xin mời quý vị thưởng thức là bài nhạc phẩm nổi tiếng của Frank Sinatra mang tên là Fly Me to the Moon. Xin thưởng thức. Và bây giờ Henry sẽ slow down một tí để quý vị thưởng thức một nhạc phẩm. Henry cũng là cô gái cái CD hát bài nhạc phẩm này mà bài nhạc phẩm mang tựa đề là Yêu Em Dần Dần, xin quý vị thưởng thức. Thank you. Merci, merci. Thank you.
You
Chào quý vị. Chào một tay nữa cho ban nhạc. Và bây giờ bài chót của Henry Hill xin tặng cho quý vị bài nhạc phẩm rất nổi tiếng của The Beatles mang tên là And I Love Her Rumba. Trước khi Henry hát, xin mời quý vị vô. Vô! Dedicate this song to the lovers out there. Touch by touch.
the time is right, and you're staying here by my side. I see the fire in your eyes. I'm not afraid.
I don't think.
Ôi giời. Give me that beat. Quý vị nắm chưa? Thank you.
So ban nhạc, excellent, I love you, thank you. Và sau đây chúng tôi xin nhận nhạc phẩm, It's Now or Never. Xin mời chị nhạc cha cha cha. Me, cha. I'm so sorry.
trường đại học Minnesota cũng để lại một dấu ấn rất lớn.
ca sĩ Bình Dương đã không có tiếp tục con đường âm nhạc, và mãi đến sau này chỉ có trong thời gian 3-4 năm gần đây thì cô đã trở lại với âm nhạc. Nhưng mà một điều là ca sĩ Bình Dương rất là talented. Cô có thể hát những dòng nhạc trẻ như New Wave, The 80s hay là dòng nhạc tình của các nhạc sĩ trong và ngoài nước. Và đặc biệt có một lần Thủy Lan lên Facebook của Bình Dương nghe được bài hát Con Tim Lầm Lỡ, mà từ đó Thủy cảm thấy mình yêu giọng hát của Bình Dương, và Bình Dương có một cái giọng hát và một cái sắc thái riêng cho chính mình. Và cũng như là cô cũng có thể hát những dòng nhạc của ngoại quốc, và một bài hát mà Thủy cũng rất là thích đó là bài Help Me Make It Through The Night. Và cô cũng đã từng cộng tác với nhiều chương trình ca nhạc như của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, của ca sĩ, các ca sĩ khác ở tại California, cũng như trong chương trình như là Một Music hay Mini Singing. Và vẻ đẹp bên ngoài cũng giống như bên trong, và tài năng cũng như niềm đam mê cho âm nhạc, thì có lẽ quý vị cũng sẽ thấy. Và một lần nữa xin trở lại, xin một quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho người ca sĩ xinh đẹp, ca sĩ Vivian Bình Như. Cũng như quý vị, Mai xin một lần nữa xin gửi chào tất cả quý vị, và xin cảm ơn chị Thủy một lời giới thiệu với em. Trời ơi, nghe mà quá trời quá chịu, không bỏ một xíu luôn à. Thank you so much, love you chị. Quý vị, bây giờ quý vị lại với anh Tommy với lại anh Henry, they shook the floor, right quý vị? Bây giờ cho quý vị chậm chậm chút xíu nha, được không à? Cặp tình lương nào đó thì ra đây ôm nhau mà Bình Như từng nói như là chưa yêu, đang yêu và sẽ yêu, và bước ra đây cũng sẽ yêu nữa quý vị nha. Thực ra nhảy với Bình Như ok, Bình Như xin mời quý vị và phần đầu tiên lời cuối cho em. Thank you.
nén bao nỗi buồn. All I'm asking you.
I
đôi song ca này nhá. Để chưa bao giờ song ca chung. Cảm ơn. This is the first time, right? Lần đầu tiên đó nha. Lần đầu tiên, right? First time. First time. Quý vị, you like it? Yeah? Thì bỏ các bạn nha. Tiếp tục nha. Quý vị ơi, có Tommy là bao nhiêu quay phải không ạ? Có người muốn
Tango and Hustle, right? Yeah? We'll come back to techno later, okay? Okay. Bây giờ cho cô đưa cho người quý vị vào phòng. Tạm tác nha. Okay. Cho những quý vị nào rất vui buồn. Nhảy cho chúng ta lên. Thì thấy cũng như tham gia với lại anh chúc cái xuân không ạ? Bác xuân vào bây giờ mời chúng tôi đây quá nhờ. Cái nghề bác xuân của mình. Thank you.
Quý vị ơi, sau đây là cho ban nhạc nghỉ xã lao cỡ 15-20 phút quý vị nha. Thank you so much. Can we get some